Còn quý anh chị đồng nghiệp các đầu cầu em xin phép được báo cáo bệnh nhân hội chẩn trường hợp bệnh nhân nữ 57 tuổi dân tộc Kinh, địa chỉ Thanh Thủy, Phú Thọ, vào viện 9 giờ ngày 4 tháng 8. Lý do vào viện đau bụng kèm đại tiện phân lỏng. Bệnh nhân này thì có tiền sử là phẫu thuật cắt đại tràng phải, nạo vét hạch nội soi, cắt đoạn hồi tràng, nối hồi đại tràng tận tận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vào tháng 8 năm 2019. Kết quả giải phẫu bệnh có hình ảnh viêm loét niêm mạc đại tràng mãn tính, không thấy mô u. Phẫu thuật cắt thủy phải, tuyến giáp và eo giáp tại Bệnh viện Bạch Mai tháng 4 năm 2021. Giải phẫu bệnh có ung thư biểu mô tuyến giáp thể nú, xâm lấn vỏ, tiền sử gia đình khỏe mạnh. Về bệnh sử của bệnh nhân thì cách nhập viện 3 tháng, bệnh nhân xuất hiện đau bụng âm ỉ, thi thoảng thành cơn, vùng quanh rốn và thượng vị kèm đại tiện phân vàng lỏng, không có nhồi máu, không có bọt khí, ở nhà đã tự dùng thuốc tại phòng khám tư, không rõ thuốc nhưng không đỡ. Đến nay bệnh nhân đau bụng tăng lên, người mệt mỏi, ăn uống kém, gia đình xin vào viện khám và điều trị. Khám lúc vào của bệnh nhân ngày 4 tháng 8, bệnh nhân tỉnh ra niêm mạc là hồng nhợt, thể trạng gầy, BMI 17,7. Đau bụng âm ỉ thi thoảng trồi lên thành cơn vùng quanh rốn ở thượng vị, không buồn nôn, không nôn, không sốt, không ở hơi, ợn thua, đại tiện phân lỏng 2 lần một ngày, không có nhảy máu, không có bỏ khí. Khám lâm sàng thì có bụng mềm chướng nhẹ, sẹo mổ cũ trên thành bụng liền tốt, không có kéo tổ chức xung quanh, sờ nắn đau tức quanh rốn ở thượng vị, không có khối bất thường trên thành bụng, phản ứng thành bụng âm tính, dấu hiệu giám bò, dấu hiệu quay ruột nổi âm tính. Tim nhịp đều rõ, phổi thông khí đều, các cơ quan khác hiện tại chưa phát hiện bất thường. Khám hiện tại ngày 12 tháng 8 thì bệnh nhân tỉnh ra niêm mạc là hồng nhạt, còn đau bụng âm ỉ thi thoảng trỗi lên thành cơn vùng quanh rốn và thượng vị, không buồn nôn, không sốt, còn đại tiện phân lỏng, phân vàng lỏng 2 lần một ngày, không có nhồi máu. Khám bụng mềm không chướng, sờ nắn đỡ đau tức vùng thượng vị, phản ứng thành bụng âm tính, tim phổi bình thường, các cơ quan khác hiện tại chưa phát hiện bất thường. Các kết quả cận lâm sàng thì em đã để lên trên hệ thống. Về điều trị của bệnh nhân thì em sử dụng thuốc kháng sinh truyền metronidazole 1 gram ngày chia 2 lần sáng chiều. Đạm dinh dưỡng thì có combilit, lipofundin và gluco 20%. Thuốc tiêm thì có atropin sulfat 1 ngày 2 ống tiêm bắp. Thuốc uống thì có pentasa sachet 2 gram uống ngày 1 gói uống sau ăn, metoron 16 mg 1 viên uống sau ăn, debridat 100 mg 2 viên uống trước ăn chia 2 lần. Novagut 250 mg nhân 1 viên uống sau ăn và Omeprazole 20 mg uống 2 viên chia chia làm 2 lần và uống trước ăn 30 phút. Về chẩn đoán của bệnh nhân này, em xin được chẩn đoán là bệnh Crohn đại tràng, viêm miệng nối hồi đại tràng, ca giáp đã phẫu thuật. Em xin ý kiến hội chẩn các thầy cô chẩn đoán và điều trị đối với bệnh nhân trên đã hợp lý hay chưa, hướng xử trí tiếp theo trên bệnh nhân và tiên lượng điều trị bệnh nhân ạ. Em xin trân trọng cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn Thanh Thủy. Mấy ý kiến của chẩn đoán hình ảnh. Và kính thưa thầy Thành, kính thưa các thầy cô và các quý đồng nghiệp. Các anh chị có gửi lên, Duy Thanh Thủy có gửi lên một cái phim chụp các lớp vi tính bụng. Thì trên hình ảnh chụp các lớp vi tính bụng thì có một cái hình ảnh nổi bật rõ lên là cái đoạn đại tràng ngang. Bệnh nhân này thì đã cắt đại tràng phải rồi và có cái nối hồi tràng đại tràng ở vị trí miệng nối đây ạ. Đây là hồi tràng đấy. Và đây miệng nối hồi tràng và cái đoạn đại tràng ngang toàn bộ thành nó dày, không đều và có thâm nhiễm nhẹ tổ chức mỡ quanh các cái quanh cái đoạn đại tràng tổn thương này và đoạn đại tràng này giãn có ứ đọng phân đây. Và ngoài ra thì trong ổ bụng thì không có gì khác đặc biệt. Còn ở trên gan thì có một cái hình ảnh có một cái nốt giảm tỷ trọng. Thế thì bệnh nhân này thì có một cái tiền sử là đã điều trị bệnh Crohn rồi thì tất nhiên các thầy cũng biết bao giờ chúng ta cũng đặt ra là cái bệnh Crohn tái phát hay không thì chắc là cũng phù hợp với bệnh cảnh lâm sàng thì nghĩ đến bệnh Crohn tái phát. Tuy nhiên cũng có một cái tỷ lệ nhất định
là có thể có cái u đại tràng nó phát triển trên cái nền bệnh nhân bị Crohn hay không. Cái đấy thì Ivan nói là cũng có cái tỷ lệ u đại tràng trên bệnh nhân Crohn sẽ cao hơn những người mà không bị bệnh Crohn. Thì và nó liên quan đến cái nốt trên gan này không. Thế tuy nhiên trên cái nốt trên gan này mặc dù nó không điển hình u máu, nó ít bắt thuốc ở thì động mạch và thì tĩnh mạch. Và đến cái thì muộn thì cái nốt này nhìn không rõ nữa, vẫn còn nhạt nhạt đây. Thì hình ảnh này nó không điển hình hoàn toàn u máu. Nếu u máu thì bắt thuốc mạnh, pha động mạch và tĩnh mạch ở ngoại vi, xong rồi nó dần vào giữa. Tuy nhiên cái này ở thì muộn mà nó bắt thuốc nhiều hơn như này thì cũng khả năng cao là u máu, ít nghĩ đến khả năng một cái nốt di căn. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta vẫn đặt ra một cái khả năng như thế thì có mấy vấn đề đặt ra. Một là để chẩn đoán phân biệt cái u nốt ở gan này u máu hay là một cái tổn thương nghi ngờ di căn, thì chúng ta chụp cộng từ thì sẽ rất là tốt. U máu thì có đặc điểm rất đặc trưng trên cộng từ, tín hiệu rất là mạnh, gần như là dịch ở trên xung T2, và cái tính chất bắt thuốc dần từ ngoại vi vào ở trên cộng từ cũng sẽ rõ hơn. Và cái thứ hai nữa thì trên cho đại tràng này, kể cả hình ảnh nội soi cũng như lâm sàng rất phù hợp với bệnh cảnh của một cái Crohn tái phát rồi. Nhưng chúng ta cũng nên sinh thiết để loại trừ cái bệnh lý có u ở đây không ạ. Thế còn quay lại về cái vấn đề của một cái tổn thương bệnh Crohn ở đại tràng thì có biểu hiện lâm sàng như này bao giờ, khi chụp mà khi đọc kết quả bác sĩ cho nành bao giờ mới cố gắng tìm xem mà có cái biến chứng thủng hay không. Đấy. Thì ở trên trường hợp bệnh nhân này thì thấy cái thâm nhiễm viêm của cái phúc mạc ở quanh chỗ vị trí tổn thương thì là có rõ, tức là cái tiến triển vẫn đang có viêm nhưng không thấy ổ áp xe xung quanh. Và một điều đặc biệt nữa là chúng ta bao giờ cũng xem có cái ổ khí nào trong ổ bụng và ổ khí quanh cái vùng đại tràng tổn thương hay không, và quanh miệng đối hay không thì cũng không thấy ổ khí nào, tức là không thấy một cái dấu hiệu nghi ngờ của cái thủng ở đây ạ. Em xin hết ạ. Vâng, cảm ơn thầy Lưu. Mời ý kiến của thầy Hưng. Kính thưa thầy Thành, kính thưa các thầy cô, em xin hỏi bệnh viện Thanh Thủy là cái bệnh nhân này đã được chuẩn đoán là Crohn chưa? Tại vì từ đầu đến cuối thì chưa thấy có chuẩn đoán xác định lần nào đâu ạ. Chỉ có cái lần trước thì cắt xong chuẩn đoán viêm loét đại tràng mạn tính thôi. Cái lần thứ hai thì soi hồi tháng 6 năm 2021 rồi mới cái đấy 2 tháng thì chuẩn đoán chỉ là theo dõi Crohn thì vì không sinh thiết, không làm cái gì cả vì cái ổ loét nó rất là lớn. Thì không biết là bệnh nhân sau cái từ đợt tháng 6 đến tháng 8 này thì người ta có chuẩn đoán Crohn hay người ta điều trị theo hướng Crohn hay như thế nào ạ? Dạ, báo có thể là bệnh nhân có tiền sử là đã cắt đại tràng tháng 8 năm 2019 tại bệnh viện tỉnh. Nhưng mà giấy tờ của bệnh nhân thì hiện tại bệnh nhân không còn giữ lại nên là em không xem xét được, không hồi cứu lại là năm đó các bác ở ngoài tỉnh đã chẩn đoán là bệnh Crohn hay chưa. Và cái lần nội soi gần đây nhất của bệnh nhân là tháng 6 vừa rồi là bệnh nhân được nội soi cái dạ dày và đại tràng ở dưới bệnh viện Bạch Mai và được chẩn đoán là Crohn đại tràng, và bệnh nhân được uống thuốc theo đơn tại bệnh viện Bạch Mai trong vòng 7 ngày tiếp theo. Vâng ạ, tại vì cái bệnh Crohn nó là cái bệnh mạn tính, bệnh thuộc cái nhóm có thể coi là nhóm bệnh tự miễn thì chả ai người ta kê đơn thuốc 7 ngày hết. Tại vì trên cái hình ảnh thì người ta chỉ được theo dõi Crohn thôi. Vì Crohn người ta chuẩn đoán cái thứ nhất là phải dựa vào kết hợp của 3 yếu tố. Vì nó không có cái chuẩn đoán chắc chắn mà chúng ta phải dựa vào lâm sàng, dựa vào hình ảnh nội soi và dựa vào sinh thiết. Thì trên cái bệnh nhân này các bạn chưa chuẩn đoán xác định được bệnh Crohn đâu ạ. Trên cái bệnh nhân này thì các bạn chỉ thấy được cái ổ loét ở cái đoạn cuối, cái chỗ mà cắt đại tràng của cái lần trước. Thì các cái bệnh Crohn cũng có thể nó xuất hiện cái loét tái phát sau khi mà mình cắt. Vì trên những bệnh Crohn sau khi cắt thì cái triệu chứng nó sẽ thuyên giảm. Sau đấy thì cái ổ loét hoặc là cái bệnh nếu mà mình không điều trị nó sẽ tiến triển lại. Thì có thể đấy là bệnh lý Crohn. Nhưng cái mà các bạn phân biệt thì các bạn bắt buộc phải phân biệt đây xem có phải là lao hay không. Cái thứ hai là u lanh phô. Còn cái bệnh hiếm gặp khác là cái bệnh bơ xét đường ruột ấy, thì cái tỷ lệ đấy nó hiếm. Tại vì các bạn bắt buộc phải phân biệt vì sao? Vì Crohn với lao là các bạn điều trị hoàn toàn ngược nhau. Nếu như bệnh nhân này mà lao mà các bạn điều trị corticoid thì có thể lao người ta sẽ bùng phát lên và nó sẽ làm cho bệnh nhân người ta nặng lên rất là nhiều. Cái việc điều trị corticoid thì trước khi điều trị thì các bạn bắt buộc các bạn loại trừ thứ nhất là lao, cái thứ hai bệnh nhân có tiền sử viêm gan B, viêm gan C hay không.
Vì sau khi điều trị ức chế miễn dịch corticoid mà không đáp ứng thì có thể phải dùng các thuốc ức chế miễn dịch và nó sẽ tạo điều kiện cho cái bệnh đấy nó phát triển lên. Thì cái bệnh nhân này phải khẳng định cái thứ nhất là các bạn chưa chuẩn đoán xác định được bệnh nhân là bệnh Crohn. Thì khi chưa chuẩn đoán xác định được thì các bạn phải dừng lại các cái thuốc ức chế miễn dịch, đây là cái Medrol. Còn cái Pentasa thì tạm thời các bạn có thể sử dụng được. Nhưng trong các nghiên cứu thì Pentasa thì thường nó lại không có hiệu quả đối với Crohn. Nếu các bạn dùng cái liều thấp chỉ có 2 gram lại thì thường nó lại không có hiệu quả gì lắm. Và các cái triệu chứng của bệnh nhân thuyên giảm là chắc là do các bạn dùng kháng sinh, khi mà nó viêm ở xung quanh cái thâm nhiễm mỡ nó viêm thì các triệu chứng của bệnh nhân nó giảm đi thôi ạ. Cái thứ hai là nếu như sau khi các bạn soi lại cái đợt này các bạn sinh thiết mà các cái triệu chứng nó hướng đến Crohn thì các bạn sẽ phải làm tiếp cái việc nữa là rất đơn giản đấy ạ. Cái này là mình sẽ đánh giá cái mức độ nặng của bệnh. Đánh giá mức độ nặng của bệnh thì các bạn có thể check Google rất đơn giản là cái chỉ số CDAI, là Crohn Disease Activity Index ấy. Thì trên đấy nó sẽ có list từng bước một. Sau khi các bạn sẽ tính cái điểm CDAI nó là bao nhiêu thì các bạn mới phân biệt được cái bệnh Crohn này nó ở cái giai đoạn là nhẹ, vừa hay là nặng. Sau khi xác định được giai đoạn của bệnh thì các bạn mới có hướng để điều trị. Nếu bệnh nhân mà Crohn này có cái ổ loét tương đối lớn thế này mà cái chỉ số CDAI nó cao thì người ta sẽ dùng cái phương pháp là người ta dùng top down, nghĩa là người ta điều trị mạnh ngay từ đầu. Sau đấy người ta giảm dần cái bậc điều trị. Còn nếu mà cái chỉ số CDAI nó thấp thì chúng ta sẽ phải điều trị từng bước một, giống như các bạn điều trị là các bạn dùng Medrol trước, Pentasa, sau đấy đến 3-6 tháng các bạn soi, nội soi lại không đáp ứng thì các bạn tăng bậc lên, các bạn dùng thuốc ức chế miễn dịch. Sau khi uống thuốc ức chế miễn dịch sau 3-6 tháng mà tổn thương nội soi nó không đáp ứng thì lúc đấy các bạn lại phải dùng các cái thuốc nặng hơn, ví dụ như là Infliximab. Thì cái quan trọng của bệnh nhân này là các bạn phải chuẩn đoán được bệnh đã. Thì mình chưa chuẩn đoán được bệnh thì có thể là mình sẽ nhầm sang những cái bệnh lý khác và mình điều trị nó không đúng ạ. Vâng, cảm ơn thầy Hưng. Như vậy là chúng ta sẽ phải làm thêm một số xét nghiệm nữa, đặc biệt là cái loại trừ lao, làm cả các xét nghiệm và nội soi lại sinh thiết, đúng không ạ? Mời ý kiến của giáo sư Long ạ. Vâng, kính thưa thầy Thành, các thầy cô và quý vị đồng nghiệp, vừa rồi thì nói là hai thầy phân tích rất là hàn lâm, tôi nghe cũng rất thích, bởi vì một vấn đề rất là sáng tỏ rồi. Bệnh nhân này cách đây 2 năm tháng 8 năm 2019 đã cắt nửa đại tràng phải ở bệnh viện tỉnh, đúng không ạ? Và thời đại 4.0 thì chúng ta có thể xin gọi điện cái là trong vòng 1-2 ngày là đồng nghiệp chúng ta sẽ cho kết quả giải phẫu bệnh, thậm chí cái khối nến đúc vẫn còn mà, thì phải kiểm tra lại đã. Nếu giả sử cái khối nến nó vẫn còn mà chúng ta kiểm tra lại mà nó lại là Crohn chẳng hạn, thì lần này cái việc điều trị chúng ta nó sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, đúng không thầy ạ? Thế trong trường hợp mà nó lại trước nó là lao hoặc là nó lại bị ung thư chẳng hạn thì vấn đề nó lại khác. Thì vấn đề bây giờ đặt ra là sau khi cắt chúng ta không có kết quả, bởi vì bệnh nhân chúng ta nhiều người đã từng đến như thế này rồi, và những cái bước thứ tự đặt ra chẩn đoán thì thầy Hưng đã đặt ra hết sức rõ ràng. Bây giờ chúng ta phải chẩn đoán lại, đúng không? Thứ nhất là xem là cái hình ảnh nó dày cái đại tràng, cái miệng nối này, liệu nó có phải ung thư, nó là lao hay Crohn hay là một cái viêm không đặc hiệu gì khác. Thế thì chúng ta bắt buộc là phải có kết quả sinh thiết. Thứ hai nữa là hiện tại thì cũng không có biểu hiện của tắc ruột, không có giò, không có áp xe, không có viêm phúc mạc. Thế thì cũng không có lý do chúng ta can thiệp ngoại khoa cả. Vấn đề chính đặt ra vẫn xoay cái chẩn đoán chính xác là cái gì để chọn phương pháp điều trị phù hợp nhất. Và trong thời gian chúng ta làm như vậy thì cũng nên hồi cứu để xin lại cái hồ sơ cũ, nếu có thể được cái nến đúc lần trước thì là tốt nhất ạ. Xin hết. Vâng, tôi cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến của thầy Long. Chúng ta cần phải đọc lại cái tiêu bản của cái lần phẫu thuật trước để chúng ta khẳng định. Và nếu mà không có thì lúc đó sẽ phải tiến hành thêm một lần nữa là soi và làm sinh thiết lại. Và ý kiến của giáo sư Nga về vấn đề này như nào, và đặc biệt là ở bệnh nhân này còn một cái ung thư tuyến giáp. Ung thư tuyến giáp. Vâng. Vâng, ca này thì ung thư tuyến giáp mà cắt một thùy về eo thôi, còn lại thì phần còn lại thì là ung thư tuyến giáp mà thể nhú, mà cắt như thế thì chắc chắn là cái nguy cơ tái phát của bệnh nhân là rất thấp. Và trong trường hợp này thì không biết là bệnh nhân ở nhà có dùng hormone tuyến giáp hay không. Nếu trong trường hợp mà không dùng hormone tuyến giáp thì với những trường hợp mà ung thư tuyến giáp thể nhú mà nguy cơ tái phát thấp thế này thì mình nên duy trì tê sát từ 0,5 cho tới 2.
Thì ở đây bệnh nhân là tê sát là 2,7 thì cũng chỉ hơi cao một tí thôi. Thì có thể 2 tháng sau các bạn sẽ làm lại xét nghiệm. Nếu như đang uống hormone rồi thì có thể các bạn sẽ phải tăng liều hormone lên một chút. Còn nếu chưa uống hormone thì 2 tháng sau các bạn sẽ làm lại xét nghiệm. Nếu như tê sát mà nó vẫn có xu hướng tăng lên thì lúc đấy các bạn có thể sẽ phải dùng một liều hormone nhỏ nhỏ để duy trì cái tê sát. Nó nằm dưới 2 thì nó sẽ tốt hơn cho bệnh nhân. Thì nó giảm nguy cơ tái phát cho bệnh nhân. Xin hết ạ. Vâng, cảm ơn giáo sư Nga. Xin lời ý kiến của tiến sĩ Linh về dinh dưỡng cho bệnh nhân này. Vâng ạ, kính thưa thầy Thành và kính thưa quý vị đồng nghiệp. Thì trước khi mà tư vấn dinh dưỡng cho bệnh nhân này thì cho mình hỏi một chút là bệnh nhân này nặng bao nhiêu cân và bệnh nhân không ăn được đường miệng hay là như nào ở thấy trong cái bệnh án thì chúng ta nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn, nuôi dưỡng rất nhiều dịch nuôi dưỡng ạ. Dạ, em thưa cô, trường hợp của bệnh nhân này là thể trạng gầy, bệnh nhân nặng 40 cân ạ. Và cái tình trạng ăn uống của bệnh nhân thì theo lời người nhà bệnh nhân kể thì 2 tháng trước khi vào viện là bệnh nhân đã ăn uống kém rồi. Cứ ăn được 1-2 thìa cháo là bệnh nhân lại cảm thấy chán ăn và buồn nôn và không muốn ăn nữa. Vâng ạ, thế thì với tình trạng bệnh nhân như thế này, thì thứ nhất là theo như chẩn đoán thì chúng ta chưa xác định chẩn đoán được, chẩn đoán xác định được là bệnh Crohn. Thì với cái tình trạng của bệnh nhân như thế này thì bệnh nhân cũng không có một cái chế độ ăn nào đặc hiệu đối với cái tình trạng, kể cả có những cái trường hợp các bệnh lý viêm ruột. Thì với bệnh nhân này thì chúng ta cố gắng là chuyển cho bệnh nhân ăn đường miệng và ăn chế độ ăn mềm, hạn chế sợi xơ. Và bệnh nhân này có cái tình trạng suy dinh dưỡng, có cân nặng 40 cân và BMI của các bạn chiếu lên là 17,7. Thì các bạn nên cho bệnh nhân bổ sung chế độ dinh dưỡng đường miệng bằng các sản phẩm, ví dụ cháo súp tăng cường năng lượng hoặc là có thể sử dụng các chế phẩm sữa. Thế thì với bệnh nhân này thì lưu ý là trong cái giai đoạn này thì chúng ta có thể tăng cái lượng protein lên cho bệnh nhân là 1,2 đến 1,5 gram trên kg cân nặng trên ngày. Có nghĩa là bệnh nhân này khoảng 60 gram trên ngày. Tuy nhiên thì theo như nuôi dưỡng của các bạn ấy thì thấy là các bạn nuôi dưỡng hoàn toàn thiếu protein rất là nhiều. Năng lượng thì các bạn có thể là nuôi thiếu một chút, không cần phải đạt nhu cầu năng lượng hiện tại là 30 kcal trên kg cân nặng đâu, nhưng mà riêng protein là các bạn nên đạt được cho bệnh nhân. Cái thứ hai là bệnh nhân mà ở nhà ăn uống kém 2 tháng liền mà khi vào viện mà các bạn nuôi dưỡng đường gluco 20% và nhân 2 chai thì không biết các bạn nuôi 250ml hay 500ml, các bạn nuôi dưỡng lượng đường rất là, tức là vừa là đường 20% thì áp lực thẩm thấu cũng rất là cao. Cái thứ hai là lượng đường nuôi cho bệnh nhân rất nhiều thì nguy cơ hội chứng gì phết đinh rất là cao. Thì ở đây tức là cái hội chứng nguyên lại thì không thấy các bạn có dự phòng vitamin B1 để dự phòng hội chứng refeeding, bởi vì nếu các bạn nuôi dưỡng mà cái lượng đường cao như thế này thì rất có nguy cơ là bệnh nhân có rối loạn nhịp tim hoặc là có thể là tình trạng, nếu như nuôi dưỡng lượng, nếu năng lượng như này là bạn nuôi hơn 1.000 kcal khi mà bạn nuôi tĩnh mạch thì nguy cơ hội chứng refeeding rất là cao. Thế thì với trường hợp như thế này thì các bạn cố gắng là chuyển cho bệnh nhân ăn đường miệng bằng các chế phẩm cháo súp và có thể là các sản phẩm sữa. Và lưu ý đối với bệnh nhân này thì các bạn có thể bổ sung thêm vitamin D cho bệnh nhân, bởi vì là cái tình trạng là bệnh nhân vitamin D cũng như các vitamin tổng hợp cho bệnh nhân vì tình trạng bệnh nhân ăn uống kém kéo dài. Còn nếu trong trường hợp sau này chẩn đoán xác định là bệnh nhân bị Crohn thì các bạn sẽ nuôi dưỡng bệnh nhân theo hai cái giai đoạn. Một, nếu mà ở cái giai đoạn mà thể hoạt động thì nguyên tắc của các bệnh lý viêm ruột là chế độ dinh dưỡng về năng lượng là chúng ta không tăng, nhưng lượng protein thì khác nhau ở hai giai đoạn. Nếu mà giai đoạn mà thể hoạt động, giai đoạn hoạt động ý, thì chúng ta nuôi dưỡng lượng protein tăng lên khoảng 1,2 đến 1,5 lần so với nhu cầu bình thường. Còn nếu giai đoạn thể lui bệnh thì chúng ta nuôi dưỡng như cái lượng bình thường. Nhấn mạnh là vấn đề viêm ruột thì chúng ta không có một chế độ ăn đặc hiệu nào, cũng như là chúng ta không có chế độ ăn đặc hiệu nào để có thể là giúp, đặc biệt là Crohn thì chúng ta không có một cái chế độ dinh dưỡng đặc biệt nào để có thể kéo dài thời gian lui bệnh cũng như là giảm nguy cơ tái phát. Thì rất nhiều các cái thói quen điều trị của các bác sĩ là bổ sung omega 3 hay là bổ sung probiotic đối với Crohn, thì riêng Crohn là không khuyến cáo bổ sung omega 3 và probiotic vì nó không có hiệu quả. Thì nếu thực sự là bệnh nhân được chẩn đoán Crohn và bệnh nhân phải dùng corticoid kéo dài ấy, thì chúng tôi các bạn lưu ý là cho chế độ ăn, hướng dẫn cho chế độ ăn giảm muối ạ, giảm còn khoảng 3 đến 4 gram trên ngày, cộng với lại bổ sung vitamin D và canxi để dự phòng loãng xương. Đặc biệt là đối với Crohn thì cái tình trạng thiếu vitamin B12 là phổ biến, vì vậy các bạn cũng phải bổ sung vitamin B12. Và cái tình trạng suy dinh dưỡng của bệnh nhân kéo dài do là ăn uống kém khi bệnh nhân đau bụng hoặc bệnh nhân tiêu chảy, cũng như là bệnh nhân bị mất chất dinh dưỡng rất nhiều qua tiêu chảy, thì các bạn cũng
lưu ý là thường xuyên xét nghiệm các vi chất dinh dưỡng là sắt, là canxi, là acid folic cho bệnh nhân thì để có thể bổ sung cho bệnh nhân cho hợp lý ạ. Thì đấy là lời khuyên dinh dưỡng của tôi đối với bệnh nhân này ạ. Vâng, xin hết ạ. Và cảm ơn cô Linh. Mời ý kiến từ Thanh Thủy ạ. Em vừa cảm ơn ý kiến của các thầy cô và em sẽ bổ sung thêm xét nghiệm cho bệnh nhân để làm rõ chẩn đoán cho bệnh nhân này để có hướng điều trị cụ thể cho bệnh nhân ạ. Em xin chân thành cảm ơn thầy. Vâng, trước mắt chúng ta liên hệ lại luôn với cả bệnh viện tỉnh Phú Thọ để xin lại cái tiêu bản cũ để chúng ta có thể hội chẩn luôn với bệnh viện tỉnh Phú Thọ xem cái giải phẫu bệnh nó có gì đặc biệt không theo cái hướng là lao hay là Crohn từ ban đầu đúng không ạ? Thầy Hưng còn ý kiến thêm gì không? Vâng. Em xin hỏi là đấy các bạn có làm được quantiferon test không nhỉ? Bảo có thể thấy hiện tại bệnh viện chúng em thì chưa làm được. Vâng. Thế thì các bạn có thể gửi hoặc là liên hệ với Việt Lao tại vì sau khi mà có kết quả giải phẫu bệnh nếu mà nghĩ đến Crohn thì các bạn bắt buộc phải loại trừ lao trước. Các bạn không được điều trị bệnh nhân trước khi các bạn loại trừ cái bệnh lao vì dùng thuốc chế miễn dịch là nó sẽ bùng phát cái lao lên. Thì các bạn phải chụp phim phổi, làm xét nghiệm đờm và làm cái quantiferon test. Nếu âm tính thì các bạn mới được điều trị theo hướng lao, còn nếu có lao tiềm ẩn thì các bạn phải điều trị trước khi điều trị Crohn ạ. Không các bạn dùng corticoid và chế miễn dịch là rất nguy hiểm. Vâng. Cảm ơn thầy Hưng. Vâng, cảm ơn Trung tâm Y tế Thanh Thủy. Và như vậy chúng ta đã hoàn thành các ca hội chẩn của ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả các thầy cô, các quý đồng nghiệp ở các điểm cầu và xin hẹn gặp lại ở buổi tiếp theo.